xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoằng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Thuyết giảng hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Đường Ngự và Chủ Trì Chùa Diệu Pháp. Con tên là Jessie Thảo Vi và pháp danh của con là Nhật Hiếu Hạnh. Con xin kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý khán thính giả đang xem đài IBC TV. Dạ, và chương trình được phát trên băng tần 18.12 và 14.7 Galaxy 19 trên toàn khắp Hoa Kỳ và Canada. YouTube channel của chương trình là IBC TV. Dạ, con xin chào Thầy. A Di Đà Phật, Thầy xin chào ca sĩ Jessie Thảo Vi, Nhật Hiếu Hạnh. Xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Yeah. Kính bạch Thầy, con thấy một số chùa có thờ hình tượng của một vị mà trên đầu có ba cái rừng, tay cầm chĩa ba và le lưỡi ra rất dài. Xin Thầy hoan hỷ cho biết tên của vị đó là gì ạ? A Di Đà Phật. Thầy cảm ơn con về cái câu hỏi mà con vừa đặt ra cho Thầy. Thưa quý vị, cái tượng của cái vị mà cháu Jessie Thảo Vi Nhật Hiếu Hạnh vừa hỏi, đó là tượng của Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ. Thường đó thì chúng ta thấy ở trước cái cửa chùa, trong các cái tổ đình có cái khám và thờ cái tượng của Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ ở đó. Và một số chùa thì thờ ở bên ngoài, nó tùy theo cái diện tích, đặc giá là cái khung cảnh của chùa, nhất là nó tùy theo cái cách kiến trúc và cái sự chọn lựa của những người có trách nhiệm trong một cái ngôi chùa nào đó, mà cái vị trí của Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ có thể không giống nhau. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta tham dự những cái lễ như là chân tế cô hồn, thì chúng ta cũng có dịp thấy cái pho tôn tượng của Tiêu Diện Đại Sĩ. Mà không nhất thiết, bởi vì cũng có một số chùa khi mà cúng cô hồn sau một cái lễ, dù đó là một cái lễ nhỏ, nếu mà có thí thực cô hồn thì cũng có để cái tôn tượng của Ngài Tiêu Diện trong cái lễ thí thực cô hồn đó. Thì trở lại cái câu hỏi, cái tượng mà trên đầu có ba cái sừng, rồi cái tay của Ngài cầm cái chia ba, và lưỡi của Ngài lê ra rất là dài, dài tới rúng. Con nít mà thấy là hoảng sợ lắm. Thì đó là cái tượng của Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ, mà nói tắt đó là của Ngài Tiêu Diện. Dạ, kính bạch Thầy, tại sao hình tượng của Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ trông thấy dữ dằn quá vậy ạ? À? Con thấy con có sợ không? Chắc con nhỏ con sợ dạ, phải con, không? Con sợ. Sợ nhưng mà con chưa có thấy. Chưa có thấy dạ. Qua. À đúng rồi, ở chùa Điều Ngự thì không có. Dạ. Chùa Điều Ngự không có, ở chùa Diệu Pháp á có. Dạ. Có một cái tượng bằng xi măng cốt sắt. Thì lý do tại sao mà tượng của Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ trông dữ dằn như vậy? Câu hỏi của con là vậy phải không ạ? Dạ. Thì thưa quý vị đó, do để hóa độ những cái chúng cô hồn các bác ở dưới dân cho nên
Đức Bồ Tát Quan Thế Âm phải thị hiện bằng một cái thân hình trông thấy dữ tượng như vậy để mà nhiếp phục loài cô hồn ngạ quỷ. Và dù cái hình tượng của Ngài rất là dữ dằn, ở trên đầu là có ba cái sừng, ba cái sừng đó là tiêu biểu cho đầu đó Tam Sơn, thiên địa đồng, ba cái ngọn núi, cho thấy là có một sức mạnh phi thường. Mình mà chỉ đội một cái viên đá lớn không là đã không đủ sức. Và đây là trên đầu của Ngài là cả ba cái đỉnh núi như vậy, ngọn núi lớn, làm cho chúng cô hồn thấy là khiếp sợ, không ai dám đụng. Mà khi mà Ngài truyền một cái mệnh lệnh nào đó, nói ô phải làm lành, tránh những cái việc dữ, không có nên đánh đấm nhau, sát hại nhau, vân vân, mà phải thương yêu nhau, vân vân, thì họ thấy Ngài dữ dằn, sợ. Cũng như là những đứa con nít mà khi cái trình độ hiểu biết nó chưa nhiều, cha mẹ nói những cái lời ngon ngọt thì nó không đủ sức để mà thuyết phục. Đôi khi cha mẹ cầm cái roi lên hoặc giả là trợn mắt, hoặc giả là nói cái tiếng mạnh hơn chút, khiến cho nó có những cái cảm giác sợ, thì nó mới vâng lời. Cái đó chỉ là một cái phương tiện thiện xảo. Cái hình tướng thì rất là dữ dằn, nhưng mà cái tâm của Ngài, thưa quý vị, rất là từ bi. Bởi vì Ngài là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, mà Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát tượng trưng cho lòng từ bi bao la vô lượng. Cho nên nó là Ngài không bao giờ nghĩ đến cái việc làm hại ai, mà do lòng từ bi phải hiện cái hình như vậy để mà nhiếp phục, để mà thu nhiếp cái chúng cô hồn rất là hung dữ. Con thấy như vậy thì nó có khác thường không? Cứ lấy một cái thí dụ, bây giờ khi mà con theo học những cái lớp tiểu học, phải không? Có những cái học trò rất là ngoan ngoãn, nghe lời thầy giáo, cô giáo. Nhưng mà cũng có một ít những cái học trò nó ngỗ nghịch, nó cứ giỡn, nó phá, nó lật sách, thật giả nó chọc phá người khác mà nó không có im lặng lắng nghe lời giảng dạy của cô giáo, thầy giáo. Thì con có thấy lúc nào thầy giáo, cô giáo nghiêm sắc mặt lại, rồi có những cái cử chỉ để mà giúp cho cái học sinh ngỗ nghịch đó im lặng ngồi ngay ngắn để mà cùng với bạn bè học hành cho nó đàng hoàng. Con có bao giờ thấy qua chưa con? Dạ có rất là nhiều, dạ, ở trong trường nhiều. Dạ. Ví dụ như vậy thì trong cái trường hợp mà ví dụ giờ có một cái học trò nào đó nó nghịch ngợm, nó không có học, nó làm ồn ào khiến cho những học sinh khác bị sao tâm, không có tập trung vào cái việc học được, thì cô giáo, thầy giáo của con làm gì không? Dạ, thường thì cô giáo sẽ, thí dụ như có một người, có một học sinh nói chuyện nhiều quá, thì cô giáo sẽ cho lớp, cho cả bài, cho bài cho cả lớp làm trước, xong rồi cô giáo dắt học sinh đó ra ngoài nói chuyện riêng. Dạ, để không có, để cả lớp có thể học. Dạ. Rồi nếu mà trường hợp mà không có thời giờ để mà dắt ra ngoài thì sao? Có la không hay là không? Dạ, thì cô giáo sẽ warning, không biết nói tiếng Việt đó là gì? Tức là cảnh báo. Cảnh báo, phải nghiêm khắc để mà cảnh báo, phải không? Nếu mà tiếp tục như vậy thì sẽ bị trừ điểm, hay là sẽ bị ghi vào cái hồ sơ, hay giả là có thể bị đuổi khỏi trường hay là khỏi lớp chẳng hạn, phải không? Dạ, sẽ bị trừ điểm với lại gọi hiệu trưởng. Còn có khi nào nói có bị đuổi không? Không có. Dạ, nhưng mà làm chuyện xấu nhiều thì có thể bị đuổi. Tức là cũng phải đưa ra một cái
sự cảnh báo nghiêm khắc như vậy để giúp cho cái học sinh ngỗ nghịch kia họ sợ, họ ý thức để mà họ phải tuân thủ những cái quy tắc của một cái lớp học, giúp cho lớp học được tốt mà cũng giúp cho bản thân của học sinh đó tốt, phải không? Thì như vậy thì con có nghĩ rằng là cái cô giáo hay là thầy giáo khi mà nghiêm khắc để cảnh báo thì cái người cô giáo và thầy giáo đó có phải là cái người hung ác không, dữ dằn không, không có tình thương? Dạ, cô giáo thầy giáo rất là thương các học sinh nhưng mà phải làm vậy để học sinh sợ. À, đúng rồi, thì cũng tương tự như vậy đó. Đó, Bồ Tát Quan Thế Âm khi mà thị hiện cái hình của Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ là cũng tương tự như vậy đó. Đó, cũng thương chúng sinh, từ bi thương chúng sinh đó, giúp chúng sinh không hết mà có đâu mà làm cho họ phải khổ đau. Nhưng mà vì có những cái trường hợp mà có những cái chúng cô hồn các đẳng á hung dữ quá, cho nên Ngài phải thể hiện cái hình tượng như vậy để mà nhiếp phục họ. Kính bạch thầy, có một số chùa thờ 18 tôn tượng A-la-hán, xin thầy cho biết lý do tại sao chỉ có 18 tượng A-la-hán thôi ạ? Cái này thì là một cái câu trả lời phải nói rằng là tương đối khá dài, bởi vì khi mà nói từng cái lai lịch của 18 vị A-la-hán thì thưa quý vị, nó cần một cái thời gian rất là dài. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi muốn thưa tác là trong cái thời mà Đức Phật còn tại thế đó, thì có nhiều người tu tập theo sự hướng dẫn của Đức Phật, theo sự chỉ dạy của Đức Phật, cho nên đã chứng quả A-la-hán rất là nhiều, chứ không phải là chỉ có 18 vị, cũng không phải chỉ có 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, tức là thập đại đệ tử, mà rất rất là nhiều. Rất là nhiều. Thì khi mà nói đến những cái vị A-la-hán là nói đến những cái vị mà đã đạt được cái quả cao trong tứ thánh quả, nó thuộc về hàng thanh văn. Khi mà đã chứng được quả vị A-la-hán thì quý ngài không còn có cái việc sanh tử, tức là vô sanh, vượt lên trên cái sanh tử như là một cái vị thánh siêu xuất. Và 18 vị A-la-hán đó thì theo cái tín ngưỡng của Phật giáo Trung Hoa ngày xưa, Việt Nam của chúng ta thì cũng có một số chùa thờ 18 cái tôn tượng của những vị A-la-hán đó. Thì nếu mà có thời giờ thì chúng tôi sẽ chia sẻ thêm về cái cuộc đời của mỗi vị. Tuy nhiên, như chúng tôi đã thưa, muốn chứng được cái quả vị A-la-hán theo kinh điển mà Đức Phật đã khai thị thì phải tuệ tri về tứ diệu đế. Trong tứ diệu đế thì đương nhiên có lý duyên khởi thập nhị nhân duyên. Khi mà tu tập giáo pháp tứ diệu đế, nó còn bốn cái sự thật là bốn cái chân lý màu nhiệm, thì sẽ chứng được quả vị A-la-hán. Kính bạch thầy, A-la-hán là quả vị như thế nào trong đạo Phật, và quả vị này là quả vị cao hay thấp ạ? Vậy đạo Phật không? Cái quả vị này nếu mà so với tứ quả thanh văn đó, thì đây là cái quả vị cao nhất. Tuy nhiên với truyền thống của Phật giáo Nam truyền thì
quả vị A-la-hán, rồi A-la-hán chánh đẳng giác, tức là chỉ cho Phật, cũng là A-la-hán nhưng mà A-la-hán chánh đẳng giác. Còn đối với cái truyền thống của Bách Truyền thì A-la-hán thuộc về cái hàng thanh Phật, thấp hơn quả vị Bồ-Tát và thấp hơn quả vị Phật. Mà trước khi chứng quả A-la-hán thì phải chứng cái quả Tu Đà Hoàn, tức là sơ quả Sotapatthi, còn gọi là nhập lưu hay là thất lạc. Có nghĩa rằng là bắt đầu tham dự vào cái dòng thánh. Và đây là cái quả thánh vị đầu tiên. Khi mà đã đoạn trừ được ba cái kiết sử, đó là thân kiến, giới công thủ và ngươi. Và kế đến đó là tiếp tục tu tập để chứng cái quả vị thứ hai, gọi là nhị quả. Nhưng mà cái số quả thì phải trở lại trần gian 7 lần, 7 lần tái sinh. Khi mà chứng nhị quả, tức là Tư Đà Hàm, Sakadaga, còn gọi là nhất lai, tức là trở lại trần gian một lần nữa, một lần nữa, thì quả vị này đã phá xong, tức là đoạn trừ xong ba kiết sử mà chúng tôi vừa kể khi nãy, nhưng mà vẫn tiếp tục hành trì, tức là tu tập để làm mẫn dần cái tâm tham và tâm sân, tâm tham và tâm thân. Lý do là vì cái quả vị thứ hai, người chứng quả vị thứ hai đó chưa phải là cái người mà đã đoạn trừ hết hai cái kiết sử tham và sân, mà chỉ là bớt đi thôi, nó làm nhẹ đi thôi, nhưng mà vẫn còn cái tham sân vi tế, nó tiềm tàng ở trong tâm thức. Cho đến khi mà chứng được tam quả A-na-hàm đó, thì lúc bấy giờ đó A-na-hàm tức là A-na-gà-mi, còn gọi là bất lai, không còn trở lại trần gian này nữa, đã diệt sạch hết hai cái kiết sử tham và sân. Và nói chung á, những cái như là hận thù vân vân đều đoạn trừ, không còn bị tái sinh ở trên thế gian nữa. Rồi cuối cùng á, quả vị A-la-hán là đã chứng được quả vị A-na-hàm, rồi mới tới A-la-hán. Đương nhiên là có thần thông quảng đại, nhưng mà chưa phải là có được tam minh lục thông. Có những vị cũng có lục thông, chẳng hạn như là Tôn giả Mục Kiền Liên đó, thần thông quảng đại. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài không có tán thán về cái vấn đề hành thần thông. Ngài chỉ dùng cái thần thông trong những cái trường hợp mà cần sử dụng để mà xem đó như là một cái phương tiện thiền xảo để giáo hóa độ sinh. Thì theo lời dạy của Đức Phật, có một người mà đã đoạn trừ được 5 phần gọi là kiết sử đó, từ thân kiến, giới công thủ, nghi, tham và sân, thì chứng được quả A-na-hàm, tức là quả thứ ba trong tứ thánh quả. Còn A-la-hán là cái quả vị cao nhất, đạt được giải thoát hoàn toàn vô ngã. Cho nên trong kinh, thưa quý vị, có ghi rất là rõ, đó là thử sinh dĩ tận, phạm hạnh dĩ tập, sở tác dĩ biện, bất thọ hữu lậu. Một cái người mà nghĩa là đã làm những gì mà đã làm là không còn sanh lại nữa, vân vân. Rất là hay ở trong kinh Trung A Hàm hay là Trung Bộ Kinh, cũng đều có ghi lại rất là rõ, có đầy đủ
Tam Minh, Lục Thông như là một số kinh. Đã ghi nhưng mà không giống như là một vị A-la-hán chánh đẳng giác. Đó là Đức Phật vô thượng chánh đẳng, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì trở lại cái câu hỏi của giáo Jesse Tao về nhà khưu hạnh, thì quả vị A-la-hán là cái quả vị cao nhất trong tứ thánh quả của hàng thành Phật. Kính bạch thầy, nếu muốn chứng quả A-la-hán thì cần phải tu tập như thế nào và thời gian tu tập là bao lâu ạ? Di Đà Phật, còn thưa quý vị, muốn chứng quả A-la-hán thì phải tu tập về tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, khổ tập thuộc về nhân quả của thế gian, diệt đạo thuộc về nhân quả của xuất thế gian. Khổ là nói đến cái thực trạng khổ đau, nó gồm có bốn loại đầu tiên, tức là sanh lão bệnh và tử. Rồi thứ năm đó là ngũ ấm xí thành, bản thân của ngũ ấm là khổ. Như ấm mình chỉ cho sắc thọ tưởng hành thức, cái cuộc sống của chúng ta. Rồi ba cái loại khổ khác đó là cầu bất khổ, những gì mà chúng ta cầu mong mà không được thì khổ. Ốn tánh hộ tù khổ, những gì mà chúng ta ghét, chúng ta không ưa mà phải đối diện, phải gặp gỡ, đó là cái điều rất rất là khổ. Và một cái khổ nữa là ái biệt ly khổ, những gì mà chúng ta thương yêu, chúng ta quý trọng mà nó vĩnh biệt, nó xa lìa, thì chúng ta có một cái tâm trạng khổ đau. Đó là tám cái khổ căn bản. Rồi tập đế tức là cái nguồn gốc của khổ, những cái nỗi khổ đó nó có những cái nguyên nhân, nó có những cái nguồn gốc. Đó là ái nhiễm, mà nói rõ ra như trong một số kinh sách thì đó là thập nhị nhân duyên, từ vô minh cho đến lão tử. Rồi chấm dứt sự khổ tức là diệt đế, chấm dứt hoàn toàn khổ đau, chứng cái quả vị giải thoát niết bàn. Và bằng cách nào để có thể chấm dứt khổ đau? Đức Phật đã khai thị một con đường được gọi là trung đạo, đó là bát chánh đạo. Thì những ai mà thực tập đã thuần thục, thành tựu được cái giáo pháp mầu nhiệm đó thì vị ấy sẽ chứng được quả vị A-la-hán. Thì đó là nói theo cái tiêu chuẩn căn bản. Như chúng ta thấy Ngài Kiều Trần Như và những anh em của Ngài gồm có 5 người, khi mà Đức Phật thuyết giảng cái giáo pháp tứ diệu đế, được ghi lại là kinh Chuyển Pháp Luân, tuần tự quý Ngài đã chứng được quả A-la-hán. Và sau này có một số vị khác, chẳng hạn như là Ngài Gia Xá, hoặc giả là Ngài Ma Ca Diếp, ba anh em của tôn giả Ma Ca Diếp, hoặc giả là tôn giả Xá Lợi Tử, tôn giả Mục Kiền Liên, vân vân, nhiều vị đã chứng được quả vị A-la-hán nhờ y theo những cái giáo pháp mà Đức Phật đã khai thị để tu tập, cho nên đã chứng được quả vị A-la-hán. Tình cái thời gian lâu mau là nó tùy theo. Chẳng hạn như những cái vị thánh tăng của thời của Đức Phật đó thì không cần phải trải qua nhiều năm, nhiều tháng, hay là nhiều nhiều kiếp, nhưng mà chúng ta thấy là cũng đã gieo trồng
những cái hạt giống tốt, những cái chủng tử từ vô lượng kiếp quá khứ, chứ không phải là tự nhiên mà có thể gặp được Đức Phật. Dạ, rất tiếc thời gian không cho phép thầy trò chúng con tiếp tục chia sẻ những gì cần chia sẻ. Mọi thắc mắc xin quý vị hoan hỷ gọi về chùa Đường Ngự hoặc chùa Diệu Pháp số phone hiện trên màn ảnh. Con xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ, trang nghiêm. Xây gương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cũng...